cây gấp đôi mới. Một bộ sưu tập luôn. Vâng. Mà cái nhân vật mà tụi mình mời vẫn chưa tới. Xin chào quý vị các bạn. Khách mời của tập Bữa Ngon Nhớ Đời ngày hôm nay là bạn diễn viên Sam. Sau khi mà Sam nhận lời tham gia cái chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời với Goldman, mình cũng nói là giờ em muốn chọn ăn quán nào. Mình thì muốn ăn cái quán Việt Nam, nhưng mà Sam nói không, em thích ăn, em mê đồ ăn Hàn Quốc lắm anh. Thành ra là thôi để em giới thiệu cho anh một cái quán đồ ăn Hàn Quốc cho anh ăn thử nghe. Cái tên thì nghe lại rất là Tây, Shivago. Dạ đây, 161 đường Nguyễn Thái Học. Tự động hả? Trời ơi, tôi nhà quê rồi. Em đói quá. Hay là chị gọi cho anh? Nãy giờ em đang nhìn hình gà đằng sau và bụng em kêu cồn cào rồi, em chịu không nổi. Chị hẹn từ lúc 10:30 đó chứ, mà bây giờ 10:50 rồi nè, chưa thấy đâu hết. Phải phạt anh thôi. Nhưng mà bây giờ để chị gọi thử coi anh ấy đang nơi đâu. Vâng, anh đang ở đâu ạ? Rồi, chắc chắn là giờ này chưa tới đâu. Thì mình ngồi đây mình chờ, mình ngồi chờ chút xí. Nào, giờ Lục ra gọi điện coi tới đâu này nha. Tôi biết trước sau giờ luôn, bao giờ là mình cũng đi luôn luôn. Mình là người sớm nhất. Để bấm gọi anh coi. Video, à thôi, đừng gọi video. Gọi bình thường. Đó, bây giờ mình sẽ tìm số điện thoại của bạn Sam nha, mình gọi cho bạn nghe. Trời linh dữ vậy trời, mới nói tức thì luôn rồi gọi liền nè. Thôi. Alo. Bấm đâu nó tín hiệu nó khó nghe. Anh hả? Ủa cái quán nó nằm đâu vậy mà em nói nằm ở đâu chợ Cầu Muối hả? Biết đi trễ nên nhanh trí giả vờ bị lạc đường. Dạ đúng rồi, ngay Nguyễn Thái Học luôn anh, ngay đầu đường luôn, đầu đường Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thái Học hả? Nguyễn Thái Học mà ngay chỗ nào á? Nguyễn đường Nguyễn Thái Học nó dài giống như là Nguyễn Thái Học mà ngay gần cái trường á, gần cái trường học, ngay ngã tư. Anh đang ở bên chợ Cầu Muối nè. Ở chợ Cầu Muối, biết chợ Cầu Muối không? Ủa? Dạ, em biết chợ Cầu Muối, nó nằm ngay chợ Cầu Muối luôn. Chợ Cầu Muối chạy thẳng xuống là thấy nó nằm ngay một cái góc, ngay cái góc ngã tư anh. Là từ chợ Cầu Muối chạy xuống nữa hả? Dạ, anh đang đi bộ, anh đang đi bộ chợ Cầu Muối. Rồi giờ đi thẳng chợ Cầu Muối đi, đừng có đi qua cầu phải không? Đi ngược về hướng Trần Đạo rồi đúng không? Dạ đúng rồi, nó nằm bên quận 1 chứ không phải quận 4 nha anh. Anh đi qua quận 4 là đi chung cư luôn rồi nha. Anh tưởng nằm trong hẻm, đi kiếm quẹo hẻm tù lo, đứng cái hẻm bên chợ Cầu Muối nè. Đâu, nó nằm ngay mặt tiền luôn, mặt tiền đường Nguyễn Thái Học nha, ngay gần trường học. Đối diện trường học luôn. Anh cũng nói em hẹn cái quán gì, anh tưởng Đông Hóc. Anh này em hẹn anh đi ăn làm sao mà ở trong hẻm được, phải mặt tiền chứ, anh để anh trả tiền mà. Không, mà đâu cũng được, miếng ngon được rồi. Dạ. Bây giờ anh tìm được chưa? Anh tìm được đường chưa? Nếu không để em xuống em đón anh. Bây giờ anh đi bộ nha. Em ra đứng ngay ngã tư đi, em ngó để em mặc đồ gì đó anh để không biết anh, nè. Để em đón anh cho anh biết cái chỗ. Không, em mặc đồ gì? Em mặc đồ gì? Em mặc nguyên bộ màu trắng luôn, anh giống ca sĩ. Ủa vậy hả? Trời ơi. Sao hôm nay trùng hợp vậy? Rồi em từ từ em đi xuống nha, để anh đi bộ qua nha. Em ra đứng ngay trước cửa đó. Rồi anh đi băng qua anh mới thấy được. Ủa
vô toilet rồi. Lát nữa thế nào cũng gọi lại. Đâu rồi trời? Alo. 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 Ủa, video à, video à? Để em xíu, để em xíu. Alo em nè. Anh đang đâu vậy? Anh đang đâu vậy? Cười lùi vậy. Hả? Gì vậy trời, tự nhiên cúp máy là sao? Cúp máy là sao? Anh ơi, sao anh cúp máy là sao? Gọi lại nữa. Chợ Cầu Muối lại đằng kia kìa, chắc là bây giờ anh đang đi bộ tới. Trời anh nè, ừ, đứng đâu vậy? Trời ơi, đứng giữa đường nè. Quá giận thấy em nè. Đâu vậy? Anh thấy em không? Anh thấy em không? Em đứng ngay ngã tư luôn. Đứng ngay ngã tư luôn. Anh thấy một bé mà mặc đồ mà sáng trắng ơi là trắng mà giống như ca sĩ á. Như ca sĩ là em đó. Em bự con quá nên đâu có thấy em. Cậu em đứng đâu? Em đứng, em giơ tay lên, em giơ. Em đây đây, em đây đây, đây đây anh thấy không? Thấy không? Ủa không phải. Anh thấy cái anh đi qua đường giống anh quá. Trò chơi trốn tìm, mùa thời tuổi thơ. Anh thấy không? Em đang giơ tay nè. Anh thấy rồi, anh thấy rồi. Đâu anh vô rồi, anh ngồi anh làm bộ anh trốn trong toilet, anh ghẹo em á. Ủa anh này trời ơi, làm em đi xuống mà muốn chết luôn, đứng đây vậy nãy giờ. Đi xuống là cho lát nó cho đói ăn cho nhiều. Vậy là nãy anh đi vô trong rồi hả? Anh ngồi này. Rồi, lúc hồi nãy anh gọi em là anh đang ngồi đây nè. Lần nào em gặp anh á, anh cũng trôi em hết trơn, sao không có lần tại vì á, bữa anh thấy lúc nào anh tới sớm anh cũng phải chờ, cho nên ghét mà anh đi trễ. Hẹn em 10 rưỡi mà anh đi trễ nửa tiếng. Ai về em, em đúng giờ. Em đúng giờ. Lỗi quá. Thì ra là trôn mình nữa. Có lỗi. Sorry em. Không sao, đừng xin lỗi. Bao em được rồi. Không, mà chơi game ai thua người đó cho người đã trả tiền đó. Kỳ hả? Ờ, đó, cái chương trình này nó vậy đó. Dễ lắm, em ăn em quán này là em vô rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chắn là em cũng phải biết giá biết không? Em không nhớ giá nha, thật sự luôn. Tại vì ăn là bình thường là tính cái bill nhiều nhiều. Vậy tốt. Ủa, nếu mà em biết giá rành quá thì anh thua chắc. Nhưng mà em không nhớ là tốt. Good. Ủa, cái game này là sao về giá hả? Lát mình ăn gọi những cái món mà em chưa giờ ăn luôn. Ê, nhưng mà ngoại trừ hai anh em mình là em sợ là hai anh em mình đi ăn nhau mình buồn, em còn có rủ thêm đứa em gái nữa. Ở trên kia rồi anh lên gặp nó đi. Hôm nay là anh chơi game với lại hai cô gái đẹp. Ủa vậy hả? Dạ, hai cô gái đẹp mới làm tôn vinh anh ở giữa. Nhưng mà ngày hôm nay là anh đi với hai cô gái đẹp vậy mà anh bắt hai cô gái đẹp trả tiền thì nó kỳ lắm. Dạ. Yêu mọi người ơi. Em lựa cái bàn nó cũng ác quá vậy sao? Nó cao quá hả? Anh già mà em mới bắt anh leo 2-3 tầng cầu thang sao anh chịu nổi? Em gái của em. Trời ơi, tưởng ai lạ lắm. Dạ. Thiều Bảo Trâm. Trời ơi, Thiều Bảo Trâm này có duyên ăn uống ghê nha. Dạ. Năm ngoái em được lộc ăn lắm. Năm ngoái cũng sâu ăn uống. Năm ngoái là thiên đường ẩm thực. Vâng. Ừ, năm nay là bữa ngon nhớ đời. Vâng. Nhưng mà ngày hôm nay anh điền bao tụi mình? Thế nên em đã để bụng chị ạ? Sáng mai em chưa ăn gì hết. Chào mừng đến với nhà hàng gà rán Hàn Quốc đúng chuẩn Hàn Quốc, Trivago. Mở cửa chào đón bạn từ 11 giờ sáng đến tận 3 giờ khuya. Trivago ghi điểm bởi không gian hiện đại, đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Và đặc biệt là một trong số ít nhà hàng ở Việt Nam giữ được trọn vẹn hương vị ẩm thực Hàn Quốc. Là điểm đến yêu thích của gia đình, bè bạn và cũng là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi đang yêu. Trivago sẽ phục vụ bạn những món ăn ngon chuẩn vị và cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời, không khác gì đang ở chính Hàn Quốc luôn đó. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện.
với sự đồng hành của nhãn hàng nước mắm nhĩ cá linh Mekong Colorman. Chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2021. Bữa Ngon Nhớ Đời ngày hôm nay xin được giới thiệu với quý vị và các bạn có hai người chơi rất là xinh đẹp ngồi kế bên Colorman, bên tay trái Colorman, bạn diễn viên MC Sam. Hello mọi người. Rồi, kế bên Sam, đó là một người bạn rất thân với Sam, đó là bạn Thiều Bảo Trâm. Cái luật chơi của cái chương trình này rất là đơn giản, nó không quá phức tạp như những cái game show khác. Cũng trong mấy cái lần mà anh đi ăn giống vậy nè, thì mỗi lần mình ăn xong cái hay ngồi, ê cái này nhiêu nhiêu, cái tính cái bill bao nhiêu, rồi xong rồi dành nhau trả tiền. Làm gì? Xong rồi dành nhau trả tiền. Làm gì có cái bước mà dành nhau trả tiền á. Tại vì ai có lòng mình đều nhận. Ngồi ăn xong cái ủi rồi tính tiền chưa, cái bắt đầu nghe tới bill là ai cũng né né. Tại sợ cái bill ra, ăn lúc ăn thì ai cũng vui hết á, ăn quá trời quá đất luôn. Nhưng mà tới lúc cái bill ra, cái người này ngó người kia, rồi có người thì đi toilet, người thì đi gì đó. Lúc ăn thì thân thiết với nhau, nhưng mà tới lúc tính tiền thì là hết thân rồi. Xa lạ. Xa lạ, tôi bận này, tôi bận kia rồi tản hết. Mà nghĩ nếu mà làm một cái chương trình mà cả nhóm ăn xong rồi cái cuối cùng là ai cũng chắc chắn trong tâm lý là ai cũng sẽ nghĩ là không biết cái chầu này nhiêu. Dạ. Đúng không? Mình có nên ngồi đây hay mình đi luôn không? Đó thì mình mới nghĩ ra cái trò chơi là hay là mình đoán đi, ăn xong mình đoán, mình ai đoán dạ, ai đoán trúng dạ, thì sẽ có thưởng. Mà ai đoán sai mà sai nhất với cái giá đúng toàn bộ của cái tổng hóa đơn đó thì người đó phải trả tiền. Hả? Đó. Thì người đó phải trả tiền. Hả? Đó. Vậy thôi. Cái chương trình ngày hôm nay đơn giản vậy đó. Ủa nãy chú em tưởng nó giỡn. Nó thiệt mà. Ủa vậy chứ mấy bạn sản xuất không nói em hả? Chứ bạn sản xuất nói làm sao? Bé này sao mà mời chị không nói em? Thôi, bé nói mời tới ăn thôi. Bé phổ biến là chương trình là ăn. Nhưng mà bây giờ chị có băng ví không? Thế thì chị phải cố gắng. Trời ơi, em có mang không sao không? Em không ạ. Cái gì? Em không ạ. Cái gì vậy Trâm? Sao mà mời em lại nhiệt tình quá vậy? Không, chị bảo anh Điền giật tiền. Nên em tự tin em mặc đồ đẹp đến đây thôi. Anh nghĩ thời buổi giờ nói chung là anh nghĩ một cái chậu ở đây cũng không cần phải đem theo tiền mặc làm gì. Dạ. Mà anh nghĩ là trang sức đồ trên người tụi em chắc cũng phải có chứ chẳng lẽ. Chẳng lẽ là bây đây giờ là diễn viên ca sĩ rồi mà không có đi mà không đeo trang sức gì hết. Đúng rồi. Có đồng hồ không? Không có nhiều chỗ không anh ơi. Chúng em thể hiện cái này là chuẩn bị đi ăn 100% luôn á. Nói chung là chắc cũng sẽ xây sở được nếu mà phải trả. Thôi đợt này chị em mình phải cố gắng quyết thắng bằng mọi giá. Không sao, không sao. Anh nghĩ là nói chung là có 1001 cách. Để là nếu như hôm nay mà Sam với lại hoặc là mà Bạc Trâm mà thua đó thì chắc chắn là hai bạn phải trả tiền chào này. Anh nghĩ là bên chương trình mình cũng có mời Sam với Trâm một vài game show mà như cũng chưa thanh toán đúng không? À ok rồi, thôi cái gì đâu. Cũng không nhiêu đâu, chầu này anh tính chắc nhẹ nhẹ chắc chừng 8 triệu á. Không, thật sự là cái quán này là em chọn. Em cũng hay ăn. Thường nếu mà giá chi tiết thì em không nhớ nha. Nhưng mà không có đến nỗi là mắc, nó cũng rất là hợp lý. Đó là khi mà em đi một mình, hoặc là em đi em chọn, hoặc là em đuổi bạn em, hoặc là bữa đó em ý định em mời bạn em trả tiền, thì em sẽ gọi những món rẻ tiền. Còn hôm nay em mời anh đi thì nãy đó anh có dặn gọi sạch cái quán thì đúng rồi, 8 triệu thì được em ơi. Đoạn này thì em nghĩ là hóa đơn sẽ khác. Anh dặn chủ quán rồi là đưa lên những cái món mà cô Sam cũng chưa bao giờ ăn. Chết rồi chị Sam ơi. Quán này thì nãy anh vừa bước vô là anh, trong lúc anh chờ em, anh ngồi ở dưới thì anh đã hỏi rồi là anh biết quán này đặc sản là gà. Mà gà rán. Dạ đúng rồi, chính xác. Đó, mà Hàn Quốc thì như quý vị các bạn cũng biết rồi, một trong những cái đặc sản là có cái món, những cái món gà rán Hàn Quốc là ăn là ghiền. Và mình tin chắc là ở đây cũng như vậy. Thường ở Hàn Quốc nó giống như cái văn hóa với anh. Các bạn trẻ Hàn Quốc á, người ta đến mấy cái tiệm gà rán á, người ta ăn gà rán với lại uống bia. Lúc nào cũng vậy á, thành cái văn hóa của mấy bạn trẻ. Lần đầu tiên em sang Hàn em đã từng thử vào buổi tối ấy, chị vào trời lạnh ấy, xong rồi đi ăn gà với uống bia. Em thấy nó rất là đặc biệt, rất là hay luôn. Nhưng mà có một cái điều hơi ngộ như vậy là anh, em qua Hàn Quốc á nha, em thấy là mấy bạn Hàn Quốc á, mấy bạn nữ á, uống bia người ta cảm giác nó rất là bình thường, kiểu là cái văn hóa của người ta luôn. Không uống bia người ta mới cảm thấy lạ anh. Còn ở Việt Nam mình mà con gái mà uống thì bia lạ, ngồi ra ngoài đường ngoài quán mà uống bia thì nó sẽ hơi bị kiểu bị đánh giá, hơi đánh giá chút xíu một xíu. Không, em mà uống ít thì người ta còn đánh giá, chứ uống nhiều là người ta không đánh giá luôn. Ôi, chứ lúc đó là người ta làm gì vậy? Người ta nói nhỏ này em bộm rồi, đánh giá. Chơi chương trình rất là đơn giản, mình sẽ có một bữa ăn và có một cái thực đơn có sẵn do ban tổ chức đưa ra, tổng cộng là 5 món ăn. Thì chúng ta sẽ có 2 vòng. Cái vòng đầu
là mình sẽ xem video giới thiệu 5 món. Và mình sẽ có mỗi người một có một tờ giấy để mình nốt lại và mình xem trên video, và mình chỉ nhìn mô tả trên video và mình đoán luôn cái giá của cái món ăn. 5 món đó giá bao nhiêu? Nếu chiến thắng thì bạn nào mà cho cái mức giá mà nó gần với lại cái đáp án nhất thì bạn đó sẽ được cái quyền, một cái đặc ân, đó là biết được giá chính xác của một trong 5 món. Đúng không? Cái này cũng lợi hại chứ bộ. Tại vì nếu em biết một món em sẽ từ đó em suy ra là mặt bằng chung. Đúng không? Đó. Thì cái vòng 1 là nó như vậy. Sau đó là bước vào vòng 2 là cứ mỗi món anh em mình cùng ăn, cùng review. Và cái quan trọng nhất là mình phải định lượng. Mình phải nhìn ví dụ như cái này bao nhiêu gram, cái đùi gà này bao nhiêu, tính ra bao nhiêu gram thì mình cũng... Rồi mình nhớ xem là không biết là hai bạn có đi chợ hay không. Nhưng... Em có nấu cơm nhưng mà em không hay đi chợ. Đó, vậy là cũng là một cái nguy hiểm cho em rồi đó. À. Anh cũng không đi chợ nên anh cũng biết luôn. Đấy là em nghĩ gà là nhiều ký. Thường là mình mua ở nhà thì nó sẽ khác. Nhà hàng thì sẽ chọn một loại gà khác, cũng như là cũng sẽ nhiều cái chi phí ở ở trong cái phần món ăn đấy nữa, chứ không phải là riêng mình đi chợ không thì sẽ hơi khó đoán một xíu. Mình cũng có thể hỏi luôn bạn phục vụ luôn. Em biết giá không? Hả? Em giữ bí mật hả? Không sao đâu, cũng nói đi. Không đoán được đâu. Thí dụ anh nói em là một ký đùi gà nhiêu, ký cánh gà nhiêu ngoài chợ đó, thấy không? Được không? Em giữ mà. Bán mà biết chắc luôn. Biết không? Bí mật xạo quá. Thiệt là biết mà giấu giữ bí mật không? Thiệt không? Không giờ anh nói chơi thôi, là một ký gà cánh gà giờ ngoài bao nhiêu nè ở chợ đó, chợ núi nè. Nó kiên định quá. Em xin gửi menu đặc biệt hôm nay. Trời ơi, đây. Có cái menu mà không có cái gì luôn hả? Không có cái gì là cái gì? Nếu như mà mang menu của nhà hàng ra thì chị sẽ thấy luôn giá chứ, đúng không? Có gì không chị? Không có. Gì xé luôn ra của người ta vậy? Chị đang cởi ổ bên trong đây ra. Hai chị em đang rất hy vọng. Bà rác bà banh ở đây luôn. Tình luôn là nói tưởng là kiểu cố che cái gì đó. Sao quá lại. Đầu tiên là salad ạ. Salad Chivago. Thứ hai là gà rán giòn đặc biệt. Giòn đặc biệt Chivago. Thứ ba là đùi gà rán sốt cay. Cánh gà rán sốt tỏi tương. Ồ, ngon quá, ngon. Và gà hầm cay. Rồi anh cho tụi em biết giá gà luôn đó. Ký khoảng 300 mấy đó. Em đang nhìn em thấy cái bạn chụp hình ảnh không tin lời anh. Rồi. Em thấy là khi anh nói 300 mấy bạn đó. 300 mấy một ký là ký nguyên liệu đó, tức là mình đã chợ mua đó. Để đó em đừng tin này đó. Em đã tính toán lại trong đầu. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với ba anh em chúng tôi xem đoạn video sau đây giới thiệu 5 món ăn đặc biệt của bữa ngon nhớ đời ngày hôm nay tại Chivago. Nào, ngồi xuống đây, biên tập sẽ kể cho quý vị nghe về một huyền thoại. Nếu quý vị nghĩ rằng thịt gà với bột mì có gì đâu huyền thoại thì hơi bị lầm to rồi đó nha. Nhà hàng Chivago sẽ hô biến ra một đại tiệc gà rán đỉnh cao và chắc chắn sẽ là một bữa ngon nhớ đời của bạn đó. Gà rán giòn đặc biệt Chivago. Một người sành ăn như biên tập nghĩ rằng thịt gà này chắc chắn là thịt gà của Hàn Quốc. Bay máy bay 5 tiếng đồng hồ về Việt Nam, tiền vé máy bay đắt đỏ sẽ được phụ thu vào giá của món ăn chứ chẳng đùa. Còn bột chiên này thì cũng được ông chủ trên xách từ quê nhà Seoul qua Việt Nam, mà mỗi lần thì chỉ xách được 2 gói thôi. Tốn công như vậy nên biên tập mạnh dạn đoán giá của món ăn này không thể thấp được. Giờ thì anh đầu bếp sẽ nhúng gà vào bột. Hình như có một đôi mắt nai đang nhìn và nghi ngờ rằng bột mịn như thế này chiên lên thì giòn kiểu gì. Vậy thì quý vị hãy tập trung xem các nhà hàng hô biến cho món gà này giòn tan, giòn xuất sắc, giòn đặc biệt, giòn đỉnh của đỉnh nha. 1, 2, 3. Bên ngoài thì giòn tan, bên trong thì ấm mịn, mỏng nước, thần kỳ chưa nào. Giờ thì đã đến lúc thưởng thức và đoán giá rồi đó. Đẳng cấp gà rán giòn siêu đặc biệt này sẽ có giá là bao nhiêu đây? Suy nghĩ cho thật kỹ nha.
Sinh ra và lớn lên ở đảo Jeju với những cánh đồng cỏ bạc ngàn. Và Jeju được luyện tập thể dục với cường độ cao hàng ngày, tạo nên một cặp đùi rất chắc thịt. Bột pha vào gà hay gà pha vào bột không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hoàn hảo về độ ngon, phải giòn tan trong mỗi lần cắn. Muốn đạt được độ giòn siêu phẩm thì phải thả đùi gà và dầu sôi ở 329,95 độ C và rán theo công thức bí truyền của gia đình ông chủ trên. Theo quý vị thì trên đời này có bao nhiêu công thức bí truyền của ông chủ tên trên và bán gà rán xuất cây? Vâng, chỉ có một mà thôi. Quý và hiếm như vậy nên là giá trị khỏi phải bàn. Bật bếp lên. Gà chiên là một cơn địa chấn thì sốt cây chắc chắn là điểm nhấn của hôm nay rồi. Đùi gà tắm mình trong sốt ớt sánh mịn cay nồng được tuyển chọn từ 1.800 quả ớt đều tăm tắp. Một hớt là say đắm. Hai hớt là đắm say. Thưởng thức nữa là ngất ngây. Đùi gà rán sốt cay nhưng không hề cay xé mà là vị cay nồng nàn bùng nổ. Đã ăn thì không thể dừng lại. Bao nhiêu tiền để sở hữu một dĩa đùi gà sốt cay tuyệt vời như thế này nhỉ? Đoán xem. Cánh gà sai khủng, căng đầy, thơm ngon. Cộng thêm sốt tỏi tương bí truyền. Đầu tiên, anh đầu bếp sẽ cắt đôi phần cánh gà. Lắc đều cánh gà trong bột xù thượng hạng. Kỹ nghệ lắc gà này là do anh đầu bếp Hải Phong lương ngàn đô với kinh nghiệm đầy mình thực hiện. Quý vị nghĩ xem, nhà hàng phải bán món này bao nhiêu thì mới đủ để trả lương cho anh đầu bếp đây. Sử dụng nước suối chảy trên đỉnh phan xi păng để trộn đều hỗn hợp. Thả vào dầu. Người ta đồn rằng dầu này là dầu nành đặc biệt do chính gia đình của anh họ của hàng xóm của ông chủ trên trực tiếp sản xuất. Những cây đậu nành nghe nhạc giao hưởng để phát triển cho ra một loại dầu nành sóng sánh và ươm và rán được những miếng cánh gà thơm ngon, đẹp mắt. Rưới sốt lên gà thì cũng phải thật điệu nghệ đó nha. Hất. Hất. Để sốt được thấm đều trong từng thớ thịt. Thơm, giòn, đậm vị. Cánh gà sốt tỏi tương của Trivago khiến cho bao thực khách mê, chữa ê kéo dài. Ăn kèm với khoai tây chiên béo bùi. Wow, wow, đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Vẫn là loại thịt gà được nuôi dưỡng trong một môi trường lý tưởng của Hàn Quốc, kết hợp cùng với 500 tinh hoa ớt bột tạo nên món gà hầm cây ngon tuyệt vời. Xắt nhỏ lần lượt hành tây, hành baro, ớt xanh, ớt đỏ và cả khoai tây, cà rốt. Anh đầu bếp tiếp tục phô diễn kỹ thuật với những cú hấp chảo đẹp đầy mãn nhãn. Sau đó đem đi hầm trong khoảng thời gian bí truyền của nhà hàng Trivago. Ước chừng để có được nồi gà hầm như vậy thì phải trả rất nhiều loại phí. Phí mặt bằng trồng ớt, phí tưới tiêu cho cây, phí nhân viên thu hoạch và cả phí xay nhuyễn thành ớt bột nữa. Nên là giá của món ăn cũng không phải là dạng vừa đâu. Thịt gà mềm kết hợp cùng với vị ngọt của rau củ, vị cay của các loại ớt, miếng dai dai, bánh gạo dẻo dẻo, tất cả hòa quyện để tạo nên một món gà hầm cây ngon bùng 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 cháy luôn. Để ăn kèm với đại tiệc gà rán ngày hôm nay, không thể bỏ qua được món salad mát lành. Trivago xin được giới thiệu salad với nhiều loại rau nhất giả ngân hà, ăn kèm với sốt mè xanh đặc biệt. Cải xoăn tím, bắp cải xanh, cải xoăn xăng, xà lách son. Anh đầu bếp lương ngàn đô và hơn chục năm kinh nghiệm sẽ tỉ mẩn bóc tách từng loại salad. Thì món salad này có giá bao nhiêu thì mới xứng với tâm sức của anh đầu bếp cơ chứ? Anh đầu bếp tách xong thì lại cắt rau củ quả. Cắt đêm, cắt ngày, kiên nhẫn và đầy tâm huyết. Sau đó thả các loại rau vào và trộn thật đều. Lần lượt đặt cà chua bi, củ cải đường, trứng gà tươi lên nha.
rau tươi giòn kết hợp cùng với củ cải đường ngọt thanh và sốt mè rang béo bụi, càng ăn lại càng cuốn. Giờ thì xin mời quý vị thưởng thức đại tiệc gà rán ngon siêu cấp vô địch vũ trụ. À mà đừng quên là có một cái giá thật chính xác cho đại tiệc ngày hôm nay nữa nha. Đừng để cho ông chủ trên, anh đầu bếp Hải Phong và 500 anh em nhân viên nhà hàng Trivago phải phiền lòng đó nha. Bây giờ mình đoán hả anh? Ừ, đoán đại thôi. Anh có cần em bật bí chút xíu không? Không, anh không quán tin em đâu. Anh có cần em bật bí chút xíu không? Không, anh không quán tin em đâu. Kia lại nha, giấu rồi nha. Hồi qua nó giấu nha, đó. Nhưng mà khó quá à. Mắc đó nha, em nói là mắc anh nha. Gà là gà Jeju nhập về nha. Gà Jeju hả chị? Ừ, dầu ăn là gia đình sản xuất mà. Còn cái nước sốt đó là cái nước sốt gia truyền năm đời. Chị nghe rất là kỹ thông tin. Còn cái rau xà lách á là anh đầu bếp cắt từ ngày này qua ngày khác. Cắt từ ngày này qua ngày khác. Dấu dấu, che. Khó quá chị ơi. Xà lách thì chắc là mấy chục thôi. Gà rán giòn đặc biệt. Chị làm gì đấy hay chị search menu? Xà lách thì chắc là mấy chục thôi. Gà rán giòn đặc biệt. Chị làm gì đấy hay chị search menu? Sao chị cái chăm chị chưa kịp search á, chị đang định search. Chị dừng lại là chị không được làm như vậy chứ. Đúng rồi, là như vậy là vi phạm, gọi là phạm quy. Thật sự là mình ăn nhiều nhưng mà mình không để ý, bây giờ để mình... Em cũng không để ý luôn á. Thôi mình cứ ghi đại đi, hên xui đi. Hên xui nhá. Ừ, tại vì sau cái này là lập tức là ban tổ chức sẽ thu về xong rồi đánh dấu là cái nào gần với cái giá đúng. Dạ. Là từ đó mình suy ra tiếp. Là cái này nửa con ạ? À? Một con hay nửa con thì mới đoán được chứ một con đúng không ạ? Chị coi gì? Hồi nãy thấy một con đó mà ra không biết có đúng được con không? Một con, em nghĩ là một con. Một con. Thấy cái nào nó cũng đắt hết trơn, biết cái nào đi. Chị rồi chị ghi salad trước đi nè. Thôi ghi đại đi. Rẻ quá ông ta, thằng nghi quá. Chẳng lẽ nguyên chầu này không tới 2 triệu. Có đâu. Thôi cái này mình nghi nháp thôi mà không sao đâu. Chị Sang cũng thành cô giám thị nha. Rồi, bắt lên nha. Đùi gà, cho em cho em xin nha. Nghĩ sao vậy, salad nó có 70, trời. Không, salad có rau cơ mà. 150 đúng không em? Gần đúng chứ, gần đúng không? Cái đời không biết. Đinh. Alo, gọi mẹ ơi, bình thường mẹ mua một cái đùi gà bao nhiêu? Một cái đùi gà. Bốn cái. Tại bốn cái đùi. Mình cho là một cái khoảng rẻ bèo bèo đi, cũng phải đến 30 ngàn đi. Chắc không có 60 ngàn á. Tập trung dễ sợ luôn. Mấy người tập trung thường hay trung độ lắm. Em đang cố gắng hết sức. Cánh gà với đùi gà nào mắc hơn ta? Cánh... Thường là cánh nó ngon hơn. Không, đùi vừa mắc hơn. Đùi ngon hơn chứ chị? Đùi mắc hơn chứ. Cánh sao mắc đùi nhiều thịt hơn. Đúng rồi. Đùi nhiều thịt hơn mắc hơn. Ai cũng chạy nhà ăn đùi hết chứ. 150. Sao anh cười em nữa vậy? Em nghĩ em sai. Em xong rồi. Phải không? Cho chị coi cái con ấy xong rồi. Cho chị coi hết trơn vậy. Không, phải giấu lại. Trời ơi, một đứa không bao giờ đi chợ nè. Em con gà hồi nãy là nguyên một con gà hầm luôn. Đúng rồi. Nguyên một cái con gà hầm luôn mà hồi nãy là thấy là bỏ quá nhiều thứ vô. Không, em nghĩ là không nguyên một con gà hầm đâu nha. Nguyên con. Đúng rồi, anh cũng không nghĩ. Em nghĩ là sẽ không phải là nguyên một con gà hầm đâu. Chắc cũng nửa con đấy. Cho em xin phép thu lại nha. Rồi, ok em. Cảm ơn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem có ai đoán trúng nha. Đó, đây là cái bút xanh, đây là cái bút đen và đây là kia là cái bút đỏ. À, thì ra là sợ ăn gian cho nên là để ba cái này trước rồi. Rồi, đó, trời, món thứ nhất chuẩn bị lên luôn rồi kìa. Đây, bút đỏ là của... Em. Em, ôi. Trâm có hai đáp án đúng kìa, đánh vô stick kìa. Vậy hả? Của anh cũng hai đáp án đánh vô stick. Ồ, oh. Oh, đây là cô bé cô Sam rồi, tôi nghĩ có điểm rồi, có một cái thôi à. Ủa, sao xui quá vậy? Mình đúng chứ là theo bảo trọng. Hay quá vậy. Theo băng
tổ chức là riêng là Colorman với Thiều Bảo Trâm là có hai cái đáp án gần đúng nhất, nhưng mà Thiều Bảo Trâm là gần đúng hơn, sát hơn đúng không ạ? Em ở nào đây à. Salad là em đã là 80k thì chắc là em 80, nghĩ là 80 với 330 là cái số 2 rồi, nhớ là yeah rồi. Trời ơi em xin lỗi anh chủ quán nha, em hay ăn quán anh nhưng mà em không có nhớ. Một mình em thôi, cái đó của em quyền à. Nói thôi anh Long, không thôi bây giờ mình trả đáp án lại cho bên kia đi ha, mình không có được giữ cái này tại mất công mình chứ không mình nhớ bài sao. Rồi giữ đây cho anh luôn, rồi cái đáp án em giữ nha. Rồi giữ ban tổ chức. Và bây giờ xin mời món thứ nhất, salad Sivago. Và bây giờ xin mời món thứ nhất, salad Sivago. Salad Sivago, món này có giá bao nhiêu? Ờ, à, hồi nãy ai định giá? Ở đây định giá là 100 mấy, 150, tôi định giá nhiêu nè? Em định giá, anh định giá là 150, em là 70, 100 là 80, 100 đúng. Mà 100 gần nhất luôn, có nghĩa là anh dự đoán cái này là 85 ngàn. Wow. Ai theo rất ráng chịu. 95 ngàn. 95 ngàn. On in. Đây. Đó, bây giờ là mình mới nốt giá nè, cái bảng này mới quyết định ai là người sẽ trả tiền hôm nay nè. À vậy à? À phải hả? À vậy à? À phải hả? Ồ, à, ôi, cái này nguy hiểm quá, chót rồi nãy. Ồ, nguy hiểm quá chị ơi. Nhìn cái của anh tôi nốt trước rồi. 80, 330. Em cũng phải ghi cho chị thôi, không em quên mất. 80 này, 330. Có vẻ hai bạn này các bạn chơi nhau phối hợp. Em hạn của mình. Chơi nhau phối hợp. Không lo đánh giá được chứ. Sợ quên. Colorman coi của em kìa. Dạ. Bây giờ hai đứa mình hợp tác đi. Hai đứa mình gần giống nhau nhất. Mình chênh lệch nhau 1 ngàn. Hợp tác cái gì? Khổ quá. Cái gì lắm mà không lo ăn, ăn đồ ăn ngon vậy mà không định giá gì. Bây giờ mình cắt đi đúng không ạ? Không, thắng thua không quan trọng, nhưng mà quan trọng mà mình không nên là người trả tiền. Em cái này mình rưới nước sốt mè lên trên rồi mình trộn rồi mình ăn. À, thấy chưa, cảm ơn bạn. Chị. Ờ, cái gì? Chị. Ờ, cái gì? Em nghĩ là gắp cái này ra đĩa xong rồi cho mỗi người tự trộn ở đĩa dễ hơn, tại vì cái này đầy quá. Đúng, chính xác, hay. Chị ngồi giữa là chị phải chịu trách nhiệm thôi. Rồi, ok, xong. Anh Anh xin lỗi, cảm ơn em. Trời ơi, tình cảm quá. Lát thì bảo Trâm có thua thì anh cho mượn tiền nha. Đó. Thế mà chơi tình cảm, mình chơi tình cảm lại. Anh đem mở cho anh. Em đang buồn rồi sao? Cái sốt nó rất là ngon. Sốt thơm quá. Sốt ngon lắm, cái sốt. Rau em thấy là rất giòn đấy, chị ăn nghe tiếng giòn luôn. Ừ. Em thấy nó có cái sốt này á là nó có sốt kiểu đậu phộng á anh. Đúng. Nó có cái mùi đậu phộng. Có mè nữa. Cho nên là cái cảm giác khi mà mình ăn vô cái nước sốt nó bùi bùi, ngọt ngọt, hơi béo béo. Bạn nào mà thích ăn kiểu mà cái vị salad mà ngọt với béo thì sẽ cực kỳ thích cái nước sốt này luôn. Này dễ ăn, trẻ em cũng sẽ thích. Nó không có bị chua quá. Dạ. Mà em thấy nhà hàng này giữ rau giòn, ngon. Tại vì bình thường salad này để mà giữ giòn được sẽ rất là khó. Anh trộn 3 ngày luôn. Không thể nào một dĩa này mà 80 ngàn mà gần đúng giá được. Em nghĩ rồi, em đoán lại rồi. Có thể nghĩ là 70 mấy ngàn á. 70 mấy ngàn là em cũng gần đúng. Tại vì cái em là 80, chị là 70. 70 mấy mà có số mấy nó lớn. Vậy à? Ý là chị chỉ là thấp hơn á. Ừ. Thấp hơn cái số của em á. Đúng rồi. Được, có thể là 78 ngàn. Không, thật ra em nghĩ là đĩa salad này cũng phải 80-90 đó, không rẻ hơn đâu. Mặt bằng 4.000 đô. Quên phải cộng nhiều. Xong rất đông nhân viên chị ạ. Cho em check giá lương nhân viên được không?
Cái đó không tiết lộ được. Kim chi rất là ngon. Bằng kim chi ngon lắm anh ạ. Cái vị chua vừa phải mà có độ giòn nữa. Đúng kiểu Hàn Quốc luôn á. Vâng. Đúng chất luôn á. Rồi, món thứ nhất đã xong. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với món thứ hai. Gà rán giòn đặc biệt Shivago. Xin mời món tiếp theo. Gà rán giòn đặc biệt Shivago. Gà rán giòn đặc biệt Shivago. Phải có bao tay chứ. Đây ạ. Bao tay ý là ăn bóc á. Ăn bóc với ngon. Mới đúng điệu. Mới đúng điệu. Chính xác là như vậy. Rồi. Hả? Rồi. Ê, thì em bóp trước kỳ quá, em mò nhắm. Kỳ quá, em mò nhắm. Thấy đồ ăn không? Đó. Mỗi người tự bóc. Thôi em xin cái đùi đi. Ừ. Em cái cánh nhẹ. Ăn cái đùi, ui cái đằng. Hồi nãy mình coi trong cái video của Trâm, mình nói là sao mà ướt cái bột nó hơi ít. Nhưng mà em rờ thử đi, giòn rụng nha. Nó vừa đủ ạ. Em xin mời tất cả mọi người. Em mời mọi người nha. Nghe cái tiếng rụp rụp của cái miếng miếng da. Tiếng rụp rụp của cái miếng da. Em thích ăn nhất là cái đùi với lại cái cánh. Tại vì cái da của nó, mọi người thấy là cái miếng da nó giòn vậy nè. Nhưng mà em thấy rất hay nhá, là cái phần da chiên lên nó giòn nhưng mà nó không bị cứng quá. Nhưng mà nó vừa đủ. Vâng, được vừa đủ. Mà nó cũng không bị mỡ quá. Nó giòn mà nó không có bị khô. Đúng rồi, anh chính xác rồi. Ngon quá. Cái này nó giống là sốt honey á. Mật ong với tỏi. Em không nấu ăn được nhưng mà em phân tích ẩm thực rất được cho mọi người. Bảo đảm quá là chua. Nghe tiếng dao. Cái sốt này ngon quá chị ạ. Ở bên ngoài giòn nhưng mà thịt bên trong lại mềm. Vẫn giữ được độ mềm ẩm của thịt ở bên trong, nó không bị khô. Đúng rồi. Cái thịt bên trong nó vẫn kiểu juicy á hả? Mấy bạn trẻ, mấy bạn trẻ thích ăn lắm luôn á. Đúng rồi. Đít nữa. Rồi hai đứa gái anh mà chắc ăn này nó ghiền quá. Ở bên Hàn Quốc mà tưởng tượng trời mà lạnh ha. Xong ngồi ha, cắn cái miếng gà nó giòn, nó nóng, xong uống chút bia, trời. Kê, giống như bòm luôn. Mọi người nói kia không biết nhậu nha mọi người. Em tưởng tượng thôi. Không uống được một ly. Em tưởng tượng giỏi lắm. Ngon thật sự luôn á. Mình ăn cái này á, mà mình ngán á, thì mình có thể ăn với lại cái kim chi với lại củ cải như nè. Nó sẽ có vị chua chua á, nó đỡ ngán. Quên luôn á. Củ cải ngon quá, giòn, tan trong miệng. Cái tương này ngon lắm nha. Còn anh Trang lên cái miếng thịt luôn hả? Còn anh Trang lên cái miếng thịt luôn hả? Wow, ăn vậy nó mới đã. Wow. Mọi người đặt tả cho cái miếng da này giùm em nha. Đó, nó rất là mỏng manh nha. Nó như một cái tờ giấy vậy đó. Giòn nhưng mà không phải là kiểu bị cứng đâu. Cũng được, nó thơm á, cái dầu quá. Vâng, đúng ạ. Hồi nãy em nghe trong cái đoạn clip á là dầu gia truyền. Nhưng mà em không biết đây là có thể là thông tin thật hay không, hay là do mấy bạn biên tập nổ. Cái dầu ăn là nước nó vàng ống luôn à. Không có bị nâu. Tức là họ chiên một nước chắc xong họ bỏ. Cái nữa thì cho em ngại một gì em liếc này. Tại vì em đang muốn để bụng ăn món sau. Bảo Trâm hơi bị xịn luôn đó. Dạ. Copy giá của Bảo Trâm. Rồi xong rồi chỉnh lên xuống chút xíu là thắng dắt luôn á. Ủa nãy cái đáp án người ta cho em là câu mấy vậy? Cái đáp án người ta cho em là câu mấy vậy? Là cái món thứ mấy vậy? Em có được nói không? Không. Cái này chị tốt em, chị đủ em đi ăn đó cho Trâm. Em sẽ gợi ý cho chị. Em nói món thứ mấy thôi chứ anh đâu kêu em nói giá nhiêu đâu. Em sẽ bí mật tất cả. Anh thuộc rồi, anh nhớ rồi. Hồi nãy cái này là chị đưa bao nhiêu? Chị đưa quá xuất sắc mà không có đúng. Chị đưa mà không có đúng. Hồi nãy anh đưa cái này bao nhiêu? Anh nãy có món thứ hai em đoán bao nhiêu? Anh quên, ăn nhiều quá anh quên luôn. Trời, nghĩ tôi từng tuổi này tôi dễ dụ lắm á trời. Mà lúc nãy anh điền đúng hai cái luôn.
Nhưng mà em cũng không để ý lại điền điền giá bao nhiêu nha. Nãy em đúng cái nào chị quên. Sao hai cái được, này hai cái này đúng không? Vậy là còn anh điền là cái này và cái này. Mà lúc em không nhìn tức quá đi. Hồi nãy chị đúng cái này. Hôm đấy món thứ hai của anh số nhiều anh. Anh nhớ nhìn trăm mấy á. Không. 120 ngàn anh nhiêu anh quên rồi. Người một con gà em nghĩ không bao giờ anh có thể đoán được 120. Vậy mà em đoán 120 đó. Tôi có chiêu rồi. Hả? Nắng Clement đóng món thứ hai bao nhiêu ta? Bởi vì anh nói là đi mình đi ăn mình có một cái thói quen đi ăn lúc nào cũng có tiệm túi. Lúc đó mình đâu có hồi hộp cùng lắm trả tiền cái gì đâu. À, kính thưa quý vị các bạn, và đây là món thứ ba, đùi gà rán sốt cây còn bốn cái. Trên đây mình có thấy phủ một lớp mè mới đưa sơ sơ thôi là nó đã thơm vô cùng. Anh ơi cho em thử không? Nghe thử cái mùi. Cần mùi mà thấy màu đã rất là đẹp rồi. Màu rất đẹp, chính xác. Cái mùi nó rất là thơm nha, mà nghe kiểu ngọt nữa nhưng mà lại không có nghe cái kiểu cay nhiều. Đúng rồi. Em thấy là nó hòa quyện giữa vị cay và vị ngọt chứ nó không có vị cay nhiều. Còn chờ chờ gì nữa? Còn chờ chờ gì nữa ạ? Rồi chúng ta hãy bắt đầu đi ạ. Anh nghĩ Trâm nên làm host một cái chương trình ẩm thực gì đó. Đúng rồi đó, anh thấy em phân tích hay á. Thôi, thật ra mình không thích ăn bao tay, bóc luôn. Đều là đùi hết. Đùi. Em lựa cái đùi nhiều da. À không này, thấy cái vẻ giòn. Trời ơi. Trời ơi, mà giòn rụm luôn nha, cầm lên giòn thế. Dạ, em cảm ơn. Phải cầm bằng tay mới cảm nhận được nó đang nóng nóng. Mọi người hãy lắng nghe âm thanh giòn của da tiếp ạ. Ôi, cái da nó giòn rồi tan à. Mình ăn á, mình nghe cái cảm nhận cái vị ngọt trước. Và sau cái vị ngọt á, thì là cái hơi nồng của cái vị cay nó mới lên. Cay, em cảm giác giống như là dầu cay ấy chị. Cái vị nó có cái mùi thơm thơm. Nó giống như một cái mùi của cây cỏ vậy đó. Dạ, đúng rồi, em đang định nói là kiểu nó hơi kiểu hương quế bằng mũi vị hương đúng không anh? Nó giống như hoa hồi, nó giống như... Đúng rồi. Chính xác là cái gì mình không biết. Nếu mình biết thì mình bỏ quán thôi. Khi mà bên ngoài giòn mà bên trong mà cái thịt nó vừa chín tới mà nó vẫn giữ được cái độ ngọt không bị khô như vậy là rất là khó, rất là đẳng cấp á, trong phải giỡn đâu đó. Em thấy tất cả những cái vị ở trong này rất là cân bằng luôn á, mặn ngọt cay nó đầy đủ luôn, nhưng mà không có cái gì nó bị quá hết trơn á. Kể cả cái cay, nhưng mà khi mà mình ngừng ăn lại xíu thịt thì nó sẽ đỡ cay, thì nó không có bị cay sộc cay lâu. Có nghĩa là người mà không biết ăn cay vẫn có thể ăn được. Còn thông thường mình mới ăn cái món cay mà mình vừa nếm vô một cái là cay xè rồi, thấy xong. Vâng, đúng rồi, sợ luôn. Còn này nó giống như là nó dậy mình bắt đầu start up rồi. Tao đó ăn cay á. Ăn vô bắt đầu thấy ngọt ngọt, bắt ngay. Xong bắt đầu nó hơi nóng nóng, cái nó hơi the the. Mà nó ngộ là nó không có cho là mình sợ. Tại vì mình ăn vô rồi thì mình mới cảm nhận được. Nó kiểu bị mụn màng đó. Nhưng mà nó không sao, nó cũng kiểu khá là dễ chịu. Cho nên là bạn nào trong cái cay này em thấy ăn rất cuốn nha. Nó kiểu nó hơi cay cay thôi, nhưng mà mình dừng lại thì mình lại muốn ăn tiếp tục. Đúng, chính xác là bạn luôn. Cay mà cay quyến rũ á. Xin lỗi tất cả các bạn, các em nha. Xin lỗi tất cả các bạn, các em nha. Bình thường là mình chỉ có tra tấn qua màn ảnh mà tụi nó còn chịu không nổi. Bữa nay là tra tấn trực tiếp luôn. Mà cái giờ này nữa chứ anh. Quán nghiệt lắm. Hôm nay anh làm mùa 1 thôi nha, tháng 5 là anh nhường lại mấy đứa làm á. Hết hôm nay mình xem cái bạn nào mà ăn mà review mà hay nhất là mình sẽ chuyển ra hai bạn. Tháng 5 làm bữa ngon nhớ đời. Năm sau mình làm liền trăm là hai chị em mình, hai chị em mình. Biết tại sao mà đặt nó là bữa ngon nhớ đời không? Anh nghĩ là tất cả các tập món nào cũng ngon. Ăn với cả đời luôn á. Đúng. Rồi mình sẽ còn nhớ lâu hơn nữa khi mình trả tiền cái món đó. Không cần. Trời ơi, cái này mà em dắt cháu em đi ăn thì thôi đấy. Chắc chắn là nó thích lắm luôn. Nhất là cái vị mật ong lúc nãy. Tụi nhỏ sẽ rất thích ăn. Xin cảm ơn anh đầu bếp rất nhiều. Đừng quên nha. Có chừng quên, hồi qua món kế tiếp là quên đó. Đi ăn.
Không, em rất là thông thả chứ. Cái món này là cái món bé biết rồi. Em thông thả. Con số hôm nay con số hỏi gì đây? Thì ra con mấy con? 108. 108. Không ta. Chị cần thân giấy không? Chị cần thân giấy không? Không, chỉ cần đáp án. Không được đâu à. Thật là vui quá đi. Nhìn lại không tự nhiên điền nhầm cái thì chết. Chết. Ồ, trong cái tường đó nó có cái gương nó phản chiếu rồi đó. Em gợi ý cho mọi người một số nha. Cái này của em thì cái sự hào phóng của em đó. Hào phóng. Ok. Có một con số 1. 100 rồi. Đó, em chỉ gợi ý một số thôi. Nếu như mà gợi ý số thứ hai thì mọi người sẽ đoán được. Một số 1 là hàng chục hay hàng hàng trăm. Chắc chắn là hàng không thể nào là 201 được. Thôi thì em sẽ gợi ý là hàng trăm. Ghi xong nhìn qua Kha. Thấy Kha cười nháy mắt cái là ok rồi, xong, cảm ơn Kha. Không qua Kha nháy mắt với chuyện con. Bây giờ chị phải đọc con số thì bạn em mới nháy được chứ. 107 đúng không? 107 rồi. 109. Em đang không sửa được đâu. Em giật nước. Rồi, để thay đổi bầu không khí chút xíu. Và cũng là để chờ đón món thứ tư tiếp theo. Món cánh gà rán sốt tỏi tương. Trong cái chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời còn có một cái thử thách bất kỳ của ban tổ chức đưa ra, hoặc là một câu hỏi. Ai trả lời đúng nhất thì được một phần quà của chương trình, một phong bì 500.000. Đó, để hỗ trợ cho mình. Nếu như chẳng may mà mình bị ôm xô chầu này thì mình có tiền mình bù vô thêm, đúng không? Cái nội dung của cái mini game này rất là đơn giản. Và đây cũng là một cái trò chơi của những người Hàn Quốc mà khi mà vào tiệc tùng hoặc là những cái tiệc mà tiệc bia của họ đó, thì họ hay chơi với nhau để họ tăng thêm phần coi như là vui vẻ. Thì cái game nó có tên như sau, là cái game nó đếm số 2, 4, 6. Chúng ta sẽ đếm từ 1 tới 99. Vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thì những cái số nào mà có cái số 2, số 4, số 6 vâng, thì là mình vỗ tay chứ không đếm. Vâng. 1, 2, 3, đúng rồi. 5, 6, đúng 7, không ạ? 8, vâng. 9, 2, 4, 6 là mình sẽ vỗ tay. Mà nếu như mà bị dừng nhịp thì cũng sẽ bị đúng rồi, thua đúng không ạ? Nếu mà dừng quá lâu, quá 5 giây thì ban tổ chức sẽ ra hiệu là coi như bạn có thua. Chị hay biết quá. Không, người ta biết để người ta nhớ chứ. Đây mình làm nháp vòng nha, thí dụ nha. Không, chơi luôn đi anh. Chơi luôn đi ạ. Không, tại vì anh sẽ ra số chứ không phải mình đếm từ 1 đâu. À vậy hả? Ví dụ anh ra số. Em nghĩ là chơi luôn, nó mới hay. Rồi chơi. Dạ. 13. 15. 17. 17. 18. 19. 22. Sam đã bị loại và còn hai người đúng không? Rồi hai người chơi. Cái này của tôi. Rồi. Là okay. Giờ em với anh thôi đúng không? Rồi cho em ra số trước luôn. 11. 13. Cái gì nữa? 15. 15. 15 mới vỗ tay rồi. 15 mới vỗ tay. Đây phong bì của bạn rồi. Rồi tôi lấy phong bì lát có khi tôi cho vay lại. Không, nhưng mà cái này không mang quá. Giờ chơi lại không? Chơi lại đi. Rồi bây giờ coi như bỏ một lần mình chơi lại. Okay, đâu. Okay, okay. Ưu tiên cho Sam gọi số trước. 3. 5. 7. 8. 9. 10. 1. 3. 10. Này nó hơi bất công. Cái người mà thua ngay trận đầu thì trận sau nhận. Như em gài em.
Và chúc mừng Sam đã có vốn. Bây giờ chúng ta cùng thử cái gà này đi chăm nè. Dạ. Máy trước đi. Rồi. Em sẽ... Dạ. Em xin phép nha mọi người nha. Em thấy cái vị nó vừa luôn rồi, không cần phải chấm thêm gì luôn ấy. Còn ai thích ăn cay thì chấm thêm được ớt. Mình không có nghe được mùi tỏi ha. Em thấy có vị tỏi nhưng mà nó ít ấy, nó không bị nồng quá. Anh biết là cái tỏi ở đâu rồi anh? Đâu? Đây nè anh. Những cái cục ở trên cái này nè. Nó nhuyễn ra đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tỏi giống như kiểu topping á, bao quanh cái này. Nó không bị nồng vị tỏi đâu. Đúng rồi, cái vị tỏi không bị nồng, không có bị sống. Đúng rồi. Cái tỏi mà nồng quá người ta cũng ăn không được á. Bình thường em không ăn được tỏi đâu, tại vì nó bị nồng quá, nó bị mùi á. Nhưng mà lên cái vị nhẹ dễ chịu. Ở đây là vị nào ướp ra vị đấy rõ ràng luôn. Đúng rồi. Nó không có na ná giống nhau. Vâng, ha, chứ làm rồi. Gà không có vị na ná giống nhau. Mấy cái gà rán như thế này là phải canh cái lửa nó rất là đúng á anh, nó phải đúng để khi mà thả vô á vớt ra liền là để cái da bên ngoài nó vẫn còn giòn mà bên trong cái thịt nó vẫn còn tươi, nó trắng như vậy nè. Đúng rồi, nó vẫn còn ngọt. Đặc biệt là những em nghĩ là những cái sốt mà như là sốt tương hay là chiên là sẽ dễ bị kiểu cháy lắm ấy. Ừ, nhưng mà đây là chiên đúng độ vừa tới mà cái màu rất là đẹp. Nãy anh đoán gần đúng. Số của anh là bao nhiêu vậy ạ? Anh nhớ mang máng là 400 mấy. Nani. Anh không thật lòng gì hết trơn. Em thấy có một sự giả dối trong ánh mắt. Hả? Sự giả dối là thế nào? Giả dối. Nhìn đoán nét chữ, tôi nhìn tôi đoán nét chữ. Rồi anh tiết lộ luôn, của anh là nãy anh đoán số 2 đó. Số 2 hàng trăm đó. Thật không ạ? Thật. Vâng. Còn 200 mấy chưa biết. Nó có thể là 200 ngàn, nó có thể là 295 ngàn. Chị em mình lại hợp toán rồi chị ơi. Ngộ thiệt ha, đi chơi mà hai người hội ý làm sao mà tôi chơi lại trời. Rồi, nào bây giờ là món thứ 5, cũng là món cuối cùng của bữa ngon nhất đời ngày hôm nay. Ăn tới món thứ 4, liên diêm buồn ngủ rồi bà con ơi. Em buồn ngủ. Tỉnh dậy. Bây giờ nhìn. Đoán giá. Em nhìn là thấy cay rồi đó nha. Nhưng mà quan trọng là em phải kiểm tra xem là cái này là nửa con gà hay là một con gà. Cái này em nghĩ là nửa con đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Hồi nãy là gà rán giòn đặc biệt này một con nè. Mà cái đó nãy nhiêu tiền ta? Bây giờ mình phải không? Hay quá, nhờ em nhắc đó. Nãy anh tưởng nửa con, nên sửa giá lại. Em cũng tưởng nửa con. Mày rồi, mình có gì vậy ta? Ủa, em xong rồi hả Trăng? Đúng, đã, sao em không có copy bà An hết trơn vậy? Thế em trung thực quá vậy? Chị đoán đúng một cái cuối cùng. Chị cần đúng là số này. Phải không? Đúng rồi, chị đúng một đáp án. Cuối em đoán là gì? Em không nói đâu ạ. À. Em nghĩ là với món này thì mình không thể nào mà mình không gọi thêm nước uống được. Tại vì cái này nó cay lắm. Đúng rồi. Mọi người cho em order nước đi ạ. Cho em order món nước mà nó mắc nhất cái nhà hàng. Rồi, em xin tố rồi. Ủa sao anh tưởng tố, anh nói em trả tiền. Không sao đâu, không mì cũng ngay bên cạnh em. Nó cái này mà có mì gói ăn chung ngon lắm. Không có sợi miếng này ngon lắm nè. Ừ, có mì gói cũng ngon. Mình ăn được chưa ạ? Chắc được rồi đấy. Masikete seyo. Chăm nè, Chăm thích ăn đùi nè. Bây giờ Chăm ăn đùi nữa không? Tỳ tâm cũng chỉ ăn rất là kiểu mềm lắm đúng chị? Mềm nha. Đúng món em thích. Em cực kỳ thích món gì mà kiểu siêu mềm luôn ý. Em ăn miếng không? Được. Em thêm miếng đi. Em hy vọng là mẹ trong tương lai coi được cái chương trình này. Thấy được em rất là đảm đang. Cái gì con cũng làm được hết mẹ ạ. Có nấu là con không làm được, có nấu là con không làm được. Con gấp đi con ăn là được mẹ. Sam đúng đảm đang thiệt. Sắc thiệt. Từng hành động rất dứt khoát và khéo léo á. Em nói hơn ốc luôn. Là chủ lục rất là chăm nha. Có người nấu thì phải có người múc đúng không? Rồi ok, rồi thôi em ngồi đi, anh làm cho em nè. Rồi để em làm cho em lựa cái âm. Để em lựa cái bự nhất cho em đúng không? Rồi ngủ luôn. Xin mời mọi người nha. Em xin mời tất cả mọi người ạ. Cái vị nó hơi khác nha nè. Nãy anh cảm giác nó chua chua giống như cái lẩu kim chi á, không phải. Ừ,
này nó ngọt ngọt cay cay, nhưng mà cái cay của nó là dùng ớt bột quá, ớt bột Hàn Quốc á, cho nên là nó cái vị nồng á nó hơi nhiều, nó hơi kiểu nồng lên mũi mình. Nhưng mà cái vị chuẩn Hàn Quốc thôi á. Ừ, ngon quá. Cái vị em thấy cái vị nó đậm đà ấy. Trước đầu em tưởng là cái này là canh kim chi, nhưng mà cái vị này đậm hơn. Cái này gần giống như cái món là tiếng Hàn Quốc gọi là tặc tori thang á. What? Tặc tori thang á. Phải không chị? Phải không chị đọc cái gì mà tôi muốn hại tori thang. Chua nhá. Tặc tori ri thang. Chị đang nói rất đúng mà tỷ số. Tỷ em khẩn lại cái là chị ủa hoang mang quá. Đúng rồi. Tặc tori thang. Tặc tori thang. Tặc tori thang. Tâm nói đúng hồi nãy mà có mì gói ăn cũng hay lắm nha. Không, mì gói mà mốt mà có vô đây ăn gọi thử mì gói bỏ vô. Gà hầm mềm ngon lắm chị ạ. Ừ. Chị đang ăn cái miếng khoai mà cũng thấy nó rất là gục luôn. Em nhận cái chỗ này làm gà rất rắc rồi. Cái thịt gà rất là mềm nha. Hầm á, gục luôn mà mềm ăn. Mềm nó không bị bở. Dạ. Em ăn cái thịt gà này rất là béo không chấm. À xin lỗi em đang hết cái đùi rồi. Mình quay qua mời anh bé. Mà anh bé ăn hết cái đùi rồi. Em không biết hôm nay em đã ăn mấy cái đùi nữa. Mình hai cái đùi. Không, hình như ba cái đùi. Nãy giờ anh không dám nói, anh nói thật luôn á. Cái đùi nào đùi đấy nó u nu cũng lần nè. Đấy đùi em chứng tỏ em rất trân trọng đầu bếp, trân trọng đồ ăn nhà hàng. Nãy giờ bốn món nào Trâm cũng có làm một miếng đùi. Không, hồi nãy anh cái này á, nó có một cái đùi à. Em cũng mời thử bé thôi. Trâm em ăn cái đùi nha. Sùng nha. Sùng nha. Không phản ứng nha. Không có một cái phản ứng nào chống chế á. Không hề phản ứng. Bé gật đầu rất nhiệt tình. Và bây giờ xin mời món thứ nhất, salad Sivago. Đó. Mỗi người tự bóc. Thôi em xin cái đùi đi. Rồi chúng ta hãy bắt đầu đi ạ. Dạ em cảm ơn. Bây giờ chúng ta cùng thử cái gà này đi Trâm nè. Dạ. Máy trước đi. Rồi. Em xin. Dạ. Máy trước đi. Rồi. Em xin. Trâm nè, Trâm thích ăn đùi nè. Bây giờ Trâm ăn đùi nữa không? Tỷ tân chị. Đúng món em thích. Wow. Không vậy cũng được á, anh thấy người thiệt tình thì anh thích á. Mai mốt mời Trâm đi ăn là hợp lý nè. Thôi với lại hôm nay Trâm cũng xác định trả tiền rồi cho nên là thôi mình cũng thoải mái đi. Em đau đầu quá mọi người, cho em về đi ngủ được không ạ? Và bây giờ là vòng chung kết ạ. Cái phần quan trọng nhất của game show ngày hôm nay. Trả tiền. Đúng rồi, bữa ngon nhớ đời. Hôm nay phần thưởng sẽ thuộc về ai? Bây giờ thì xin đáp án của chương trình tổng biêu của ngày hôm nay như thế nào? Vậy là 1.386.000 ạ. Rồi, 1.386.000. Rồi bây giờ mình dỡ lên. Bây giờ mình cộng nốt. Cộng. Rồi. Coi ai gần với con số này nhất. Chó và ai xa với con số này nhất. Thế là sao mà cảm thấy mình xa vời quá vậy nè. Đây thì anh bấm giùm cho, không sao đâu. Bạn Sam là 1.125.000. Bảo Trâm là 1.107.000. Anh khôn lên lên. Anh cũng xa lắm. Nhìn sơ cái bộ xa lắm. Sao mà chưa chắc 95 cũng xa lắm. Cộng 320. Dạ bằng. Yeah. 1.085.000. Anh mới tới cầu muối. Không số thuận của anh rồi. Ủa, cô sẽ có lỗi không ta?
trong máy tính cộng lộn quá. Coi lại cái bill này coi. Anh ơi, tại vì anh ơi phải còn 10% thuế nè. 10% thuế giá trị gia tăng rồi nha anh ơi. Còn 10% thuế nè anh. Thuế nè anh. 10% thuế giá trị gia tăng rồi nha. Thuế giá trị gia tăng rồi nha. Đúng rồi anh ơi. Đúng rồi anh ơi. Dạo em có tính cộng thuế không? Dạo em có tính cộng thuế không? Em quên nhưng mà nó hên. Trời ơi, đường nào đưa đường vào tim anh ôi văn giá. Trời ơi, tôi đoán giá vậy luôn, sát nút luôn. Dạ, cho em quên mà tụi em hên. Trời, hai người này chia số nhau luôn nè. Nhưng mà em tặng cái này cho Trâm để làm kỷ niệm. À, là em được hai cái luôn hả? Dạ đúng rồi. Chị Sam được ạ. Trời ơi trời. Sao anh hoang mang quá vậy anh? Đoán được quớt hết từ đầu tới cuối mà được hai cái bao thư luôn. Thiệt tình chị chọn luôn. Sinh tố dâu phong thủy dễ sợ luôn. Trời được ơi, lấy được 2 con 10 con hồng luôn. Mệt quá. Dạ anh hỏi chủ quán ông discount không? Nhạy sĩ discount 10% rồi đó. Ờ đúng, đúng rồi. Ờ giờ mình kêu là discount. Discount đúng rồi. Ôi. Ờ đây. Được rồi đây. Trời ơi. 1.386.000 Tiền tươi thóc, tiền tay. Tiền tươi thóc thật. Ăn tôi sáng đạp xe lên trường quay. Sao thì em không ăn là đúng. Hợp lý. Cảm ơn em, rồi phần còn lại tiếp luôn nha cưng. Rồi. À, kính thưa quý vị các bạn, như vậy là bữa ngon nhớ đời ngày hôm nay chắc có lẽ là đến lúc đã phải khép lại. Mình nghĩ rằng nếu mà mình mời hai người chơi khác, hai người tham gia khác, hai nghệ sĩ khác thì có lẽ là mình sẽ không phải ra về trong cay đắng như ngày hôm nay. Tại vì không ai sẽ nhớ đến, nghĩ đến cái chuyện mà trừ thuế. Tính thuế rồi đã thua rồi, còn tính thuế rồi, còn trừ tới trừ lui cuối cùng. Ban tổ chức mai mốt mà nếu có game nào mà mời cô Sam thì không có tôi, mà mời có tôi là không có cô Sam. Trời ơi, tội em quá. Ra thì game, bất kỳ game show nào cũng vậy, chơi là vui. Nhưng mà vui thì cũng phải quyết thắng. Mà mình cũng quyết thắng, mà tất cả ba anh em mình đều quyết thắng. Nhưng mà cuối cùng thì thực sự là ngày hôm nay nó có những cái diễn biến mà nó hơi bất ngờ. Bất ngờ không? Thực sự là game show của mình nó hấp dẫn ở cái chỗ bất ngờ. Thì cái cú trích ngày hôm nay nó quá dữ. Chị hôm nay chị biên kịch quá dữ rồi. Và trước khi xin chào tạm biệt quý khán giả thì xin gửi cho hai khách mời quá dễ thương của chúng ta. Nói vậy thôi chứ tôi không thấy dễ thương chút nào luôn á. Dạ, hai phần quà đó là hai cặp nước mắm nhĩ Cá Linh Mekong. Xin cảm ơn nước mắm Colorme. Nhân dịp có món quà của bữa ngon nhớ đời thì đúng thật là nhớ thật anh nè. Em sẽ nhớ ơn anh ngày hôm nay vì có một cái bữa ăn rất là ngon. Kèm theo đó là còn tặng quà mang về. Em sẽ dùng cái này về để chiên gà, chiên nước mắm để có thể nhớ cái bữa ăn ngày hôm nay. Chương trình bữa ngon nhớ đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng nước mắm nhĩ Cá Linh Mekong Colorme. Chương trình bữa ngon nhớ đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Mời quý vị các bạn đón theo dõi. Dạ, xin chào tạm biệt. Dạ. Tạm biệt mọi người. Xin chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình bữa ngon nhớ đời. Giỡn quá. Quá đúng là bữa ngon nhớ đời luôn, món nào cũng ngon. Rồi mình đó ăn xong mình tự điền vô giá luôn. Bây giờ là mới là mấy, phải quên giá. Mới là đoán giá chứ. Cái này mới là giá quyết định nè. Bằng 800 ngàn. 800 ngàn thưa quý vị, 800 ngàn. Chẳng em có cái theo thời giá nữa, mình có thể cộng thêm được cái thời giá đúng không? Đón xem tập 2 bữa ngon nhớ đời phát sóng vào lúc 19:30 chủ nhật ngày 25/4/2021 trên kênh HTV7. Nước mắm Colorman đậm đà hương vị truyền thống.